Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục chuyển chiếc phần 381, thất quái phong hào cùng với Tu La thần lực tái sinh. Áo tơ tạp hì hì cười rồi đáp, chính là vì không rời xa ta mới phải kế thừa thần vị của kiểu thải thần nữ đó. Mà tiểu tam còn chưa kịp nói với muội hả, vừa nãy ta trước muội một bước, cũng được một vị thần tìm đến, người gọi là thực thần. Chữ Vinh Vinh ngẩn người nhìn áo tơ tạp, chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn đường tam. Đường Tam một mặt vô tội nhìn nàng rồi nói, không phải ta không nói, là muội quá vội vàng, còn chưa cho ta cơ hội nói. Tiểu áo là hồn dư hệ thực vật đầu tiên trở thành phong hào đấu la, đã đạt được sự nhìn nhận của thực thần trong thần giới. Ta vừa rồi không phải đã hỏi qua muội sao, muội xác định là sau này không tiếp thụ truyền thừa của cửu thải thần nữ. Huynh, các huynh xấu chết đi được. Chữ Vinh Vinh mãi đến lúc này mới tỉnh ngộ. Chẳng trách sao Đường Tam lại để cho lời nói của nàng cho áo tư tạp nghe thấy, còn gọi áo tư tạp xa. Bản thân thật sự là quan tâm mà loạn. Nắm tay trắng như phấn hồng như là mưa rơi trên người của áo tư tạp, áo tư tạp mặc cho nàng đánh. Trên mặt lại là thủy chung vẫn là cười dài. Lời của chữ Vinh Vinh cùng với Đường Tam nói trước đó, một dĩ là hắn nghe không hết được. Lúc ấy hắn còn đang trên đường xuống núi, nhưng mà Đường Tam lại là không qua thần niệm, đem âm thanh của chữ Vinh Vinh truyền vào tai của hắn. Vì hắn, chữ Vinh Vinh thậm chí là nguyện từ bỏ thành thần. Áo tư tạp làm sao có thể không kích động được cơ chứ? Trong lòng của hắn, một tia ngăn cách tồn tại trong dĩ vãng đó. Thời khắc này sớm đã tiêu biến không còn, đối với chữ Vinh Vinh chỉ có là tình yêu vô tận. Vinh Vinh, huynh yêu muội. Áo tư tầm lồng lán nhìn chăm chú người yêu đang thẹn thùng tức giận trước mắt. Chữ Vinh Vinh ngây người một chút, làm đấm không đánh xuống nữa, bỗng xà vào lồng ngực của áo tư tạp, buông tiếng khóc lớn. Chu Trúc Thanh đi bên cạnh Đường Tam cười nhỏ rồi nói, Tam ca, có hình thật là quá thẹ rồi, lại tính kế Vinh Vinh nhiều vậy. Tam cười hà hà rồi đáp, việc này không quan hệ gì đến ta, là do tiểu áo tạo thành. Hắn mới vừa rồi xuất hiện đã nói cho Vinh Vinh hắn cũng đã đạt được sự chấp nhận của thực thần, thì tự nhiên là sẽ không bị Vinh Vinh hiểu lầm rồi. Việc của bọn họ thì để cho bọn họ giải quyết đi. Chùa Trúc Thanh mỉm cười rồi nói, thật phải chúc mừng bọn họ, đồng thời cũng đạt được sự thừa nhận của thần. Đây so với việc huynh tiến hành hải thần khảo hạch là còn may mắn hơn. Đường Tam nói, đây cũng là kết quả do họ tự nỗ lực. Mọi cũng biết, bất luận là cư bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh hay là vô hồn hệ thực vật của tiểu áo, có thể tu luyện đến phong hào đấu la xa lan đến mức nào, trên đại lục di tích thần lưu lại là hẳn là không ít. Hiện giờ mọi người đều đã có thực lực của cấp bậc là phong hào đấu la rồi, chúng ta lại là đều còn trẻ. Đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta tiêu diệt xong võ hồn đế quốc, thì những ngày về sau chúng ta có thể vừa tu luyện khi mà ngao du sơn thủy, vừa tìm kiếm tung tích của các vị thần khác. Ta tin rằng rồi sẽ có một ngày sở lấy các thất quái chúng ta ở thần giới cũng là có thể tụ tập lại như vậy. Đường Tam đang nói, đột nhiên một tiếng phượng hót lánh lót phóng lên cao, nhiệt độ là nóng bỏng tràn ngập cả đỉnh của Hải Thần Sơn. Lớp sương mù bao quanh Mã Hồng Tuấn phút chốc là đã biến thành màu đỏ sẫm. Ngay sau đó, một con hỏa phượng hoàng khổng lồ phóng lên không, trong không trung hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng đỏ. Đôi cánh phượng hoàng dài đến là 10 mét sang rộng, tổng cộng là 9 cái đầu phượng, tư thái rất là lạ. Năng lượng hỏa diễm hắn đã tản phát ra, khiến cho cả bầu trời đều nhiễm lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Mập mạp cũng thành công rồi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía phượng hoàng chín đầu nghiêng ngang giữa không trung, phần vui vẻ trong lòng đó bất giác là lại tăng thêm mấy phần. Viên hồn hoàn cuối cùng trên thân của Mã Hoàng Tuấn cũng là màu đỏ, dưới một thân của hỏa diễm phượng hoàng của hắn chiếu sợ lại là không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn từ năng lượng bạo phát ra từ trên người của hắn, Đường Tam đã có thể cảm giác ra thực lực của Mã Hoàng Tuấn lúc này là cực kỳ là cường hãn, đặc biệt là sự bạo phát của hỏa diễm phượng hoàng, sợ rằng cho dù là có gặp phải hồn sư là 95 cấp cũng là có lực liều mạng. Song sự thực cũng là chứng minh vận may không thể nào vĩnh viễn chiếu cố sự lấy khắc thất quái. Mập mạp hoàn thành tiến sai phong hào đấu la lại là không đạt được sự yêu ái của thần. Hắn giang đôi cánh xoay tròn trong không trung đổ 3 vòng mới rơi xuống. Thân thể ở giữa không trung thu lại hỏa diễm, lần nữa hóa thành hình dáng người. Vết nhơ trên người đã bị phượng hoàng hỏa diễm nóng rực đó thành trừ hoàn toàn. Trước khi mà rơi xuống đất, Mã Hoàng Tuấn lấy ra một trường bào khoác lên trên thân của mình. Thần thái trong ánh mắt trong phút chốc là che giấu sự đắc ý trong nội tâm của mình. Ha ha, 93 cấp. Vinh Vinh, Trúc Thanh, ca ca là 93 cấp rồi, lợi hại chứ. Phượng Hoàng đấu là dáng thế, ha ha ha. Lúc này, tinh thần của chữ Vinh Vinh đã ổn định lại rất là nhiều, không chút khách khí chừng mắt với mập mạp một cái.
Cấp 93 thì làm sao? Thế mà huynh còn là hồn sư cường công hệ, còn sở hữu giả vũ hồn cả cấp hỏa phượng hoàng nữa. Hồn lực còn chưa cao bằng ta, huynh cũng không biết xấu hổ mà nói sao? Ta là 94 cấp đó. Sao? Mập mạp bất mãn nói. Đừng có đả kích ta được không? Muội là thiên hạ đệ nhất võ hồn hệ phụ trợ, hơn nữa cơ sở bản thân cũng là tốt hơn ta, hồn lực của muội cũng là cao hơn ta. Xem ra mọi người đều đã hoàn thành rồi cả. Áo Thứ Tam tức giận nói. Cái gì phượng hoàng đấu la? Hẳn phải là tà hỏa đấu la, hay là kiểu làng cầu làn đấu la có phải là đấu hay không? Vinh Vinh, ta cảm thấy là tự đi được. Sau khi chúng ta trở về, ta sẽ cùng với Hương Hương Hảo Hảo giảng giải lại la lịch hai chữ cầu làn trong cầu làn đấu la này. Ấy ấy, không cần nhị ca, ta sai rồi. Nhắc tới Bạch Trầm Hương, sắc mặt của Mai Hằng Tuấn nhất thời trở lên suy sụp, vẻ mặt đắc ý lúc trước không còn lại chút nào, nhìn hướng về phía Đường Tam xin sự giúp đỡ. Tam ca, ngươi phải thay ta làm chủ, ngươi xem hai vợ chồng hắn đều khi dễ ta, đến tận bây giờ Hương Hương còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ta đâu, ngươi không thể để cho bọn chúng phá hoại tình cảm của ta được. Đường Tam cười ha ha rồi nói, sự việc này là giữa các ngươi, ta làm sao quản được, kỳ thực là chuyện lúc trước cũng là không có gì, khi đó ngươi dù sao cũng là do ta hỏa không áp chế được. Vừa nghe Đường Tam nói như vậy, Áo Tư Tam, chữ Vinh Vinh, chú Trúc Thanh đều không khỏi cười ha ha. Mã Hồng Tuấn bi phẫn rồi nói, danh dự của ta đều là bị các ngươi làm hỏng cả. Sao, đứa lão đại thế nào rồi, còn chưa xong việc? Dù biết rằng mập mạp ngại lên nói sang chuyện khác, nhưng mà ánh mắt của mọi người vẫn là không khỏi xuống trên người của đứa mọc bạch vẫn là chưa truyền thừa xong. Tiểu Vũ thì bọn họ đương nhiên là sẽ không lo lắng, một là Tiểu Vũ cũng là mới bắt đầu truyền thừa, còn có cả Đường Tam ở bên. Tiểu Vũ sao có thể là có chuyện gì được cơ chứ? Đường Tam nói, yên tâm đi, đời lao đai không có việc gì, hắn cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành hấp thu, tổ chất thân thể của hắn là mạnh hơn các ngươi một chút, nên là lúc hấp thu hồn hoàn là thần ban cho, khả năng là nhận đến cực hạn cũng là sẽ cao hơn vài phần, cho nên thời gian hắn hấp thu là tương ứng là sẽ dài hơn. Nói thật, ta thực sự là chờ đời lão đại cùng với Chu Trúc Thanh ở cấp bậc là phong ảo đấu la thi triển ra U Minh Bạch Hổ có thể là đạt tới trình độ thế nào. Lúc trước thời điểm mà Cốc đấu la cùng với Quỷ đấu la thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ, liền có thể đem hai vị vua rừng rậm Đại Minh và Nhị Minh kiềm chế một đoạn thời gian. Độ phù hợp của võ hồn dung hợp ký của bọn họ cũng là không cao cho lắm. Thực lực của đối mộc bạch cùng với Chu Trúc Thanh đã vượt qua bọn họ, độ phù hợp lại là rất là cao. Thời điểm hai người thi triển ra võ hồn dung hợp ký, chỉ sợ đến thần cấp cường giả cũng là không thể xem thường được. Chu Trúc Thanh cười rồi nói, trong thời gian ngắn thì có lẽ là có thể được, có điều chưa ai thử qua nên là cũng không biết sẽ là tới là trình độ như thế nào. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, sương mù chung quanh thân thể của đới mộc bạch chợt bạo phát ra, sương mù mình mông phiên tán ra sau lưng của hắn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người liền thấy hình thành một bạch hổ cự đại trên hư không. Đới mộc bạch đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo điện quang bắn xẹt qua không khí, nơi mà quang mang đi qua trong không khí liền phát ra những tiếng lô điện lổ đùng đùng liên tiếp. Đới mộc bạch vẫn là chưa dừng lại, hình ảnh của bạch hổ thật lớn sau lưng hắn kia lại là ngửa mặt lên trời gầm lớn. Khi áp hoàn toàn là từ năng lượng bộc phát ra từ trên đỉnh Hải Thần Sơn, mang theo một cơn lốc xoáy mãnh liệt thổi quét qua. Mây cùng gió, rồng cùng hổ, võ hồn bạch hổ này của đới mộc bạch giờ khắc này cũng đã đại thành. Hai vai của đới mộc bạch nhoáng lên một cái, tựa như là thần long phi thân, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Một tầng máu bẩn từ bên ngoài người của hắn trực tiếp là chấn văng khỏi cơ thể. Không có một dòng chất bẩn nào còn lưu lại, khí phách phương xà từ thân của bạch hổ kia phóng thích ra, mà dòng khí cường đại từ chung quanh thân thể hắn bộc phát ra, tạo thành những âm thanh ô ô liên tiếp, xương cốt bộc phát ra những tiếng răng rắc liên tục. Đới mộc bạch dùng sức duỗi thân thể của mình một chút, toàn thân từ trên xuống không có chỗ nào là không tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Chín vòng sáng hồn hoàn liền xuất hiện ra, từ dưới chân kéo thẳng lên trên trời, cuối cùng là cái hồn hoàn màu đỏ rực, màu sắc so với những người khác càng thêm vài phần thâm thúy, ẩn ẩn đã muốn so với hồn hoàn 10 vạn năm lúc trước của Đường Tam không kém mấy. Chỉ có Đường Tam là có thể nhìn ra được cảnh giới hồn hoàn 10 vạn năm như vậy, ít nhất là cũng phải tương đương với cấp bậc là hồn hoàn mà lúc trước Đại Minh và những Minh hiến tế cho hắn. Điều làm cho Đường Tam kinh ngạc không phải là thực lực của đới mộc bạch tăng lên tới mức độ là cường công hệ phong hào đỗ la, mà là tinh thần lực của hắn. Ở thời điểm lúc trước, mắt quang của đới mộc bạch lóe sáng, Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của hắn là đã tăng tới một mức độ là tương đối cường hãn. Tuy rằng không thể cùng với cảnh giới của mình lúc trước ở dưới biển so sánh, nhưng tinh thần dao động tràn đầy khí phách phối hợp cùng với đôi tà màu bạch hổ cũng là có chút khác biệt. 95 cấp đới lao đại, chúc mừng. Đường Tam mỉm cười hướng đới mộc bạch gật gật đầu. Đới mộc bạch cười ha ha rồi nói, đúng vậy, chính là 95 cấp, thật không dám nghĩ tới là có thể đạt tới trình độ như thế này. Cảm giác thực lực tăng lên thật là thích, thế này dù là cho đối mặt với cung phụng của võ hồn đế quốc cũng là không có gì đáng sợ. Bọn họ có 6 cung phụng thì chúng ta chưa bỏ Tiểu Tam ra cũng là vừa đủ 6 người. Khi quay lại là hãy cẩn thận cùng với bọn họ đánh giá lại một phen để cho võ hồn đế quốc là thấy được sự lợi hại của chúng ta.
Mọi người đều gật đầu, việc đối mặt Bạch nói cũng là không có gì quá khoa trương. Mặc dù đám cung phụng của Võ Hoàng Đế quốc kia đều có thực lực là ngoài 95 cấp, nhưng mà chân chính cực mạnh cũng chỉ có một người kinh ngạc đố la kia đã tới là 97 cấp mà thôi. Chỉ là không cần quên, ngoài trừ Đường Tam Gia, trong số sử lại khác thất quái, không chỉ có Đới Mộc Bạch là có thực lực là 95 cấp như vậy. Cùng với hắn là còn có cả Chu Trúc Thanh cũng là cấp bậc là phong hào đấu la, có thể thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Trọng yếu hơn nữa là bọn họ còn có áo tư tạp và chữ vinh vinh song trọng tăng cường. Nhất là Cư Bảo Lưu Ly Tháp đã đạt tới là cấp bậc phong hào đấu la, có thể trong nháy mắt liền đem thực lực của mọi người tăng tới là 95 cấp. Cùng với đại cung phong của Võ Hồn Đế Quốc đối mặt, đánh bừa một trận cũng là không phải việc gì quá khó. Đới Mộc Bạch quay sang Đường Tam rồi nói: "Tiểu Tam, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi thu thập cái tên thiệt số chi thần kia. Thực lực hiện tại của ngươi hẳn là không có vấn đề gì nữa chứ?" Đường Tam mỉm cười rồi nói: "Ta đã đi rồi, Tiểu Vũ đi cùng ta, thì Nhậm Tiết là không địch lại lên chạy trốn rồi." "Ngươi đã đi rồi sao?" Mọi người lắp bắp kinh hãi, quay mặt nhìn nhau. Áo Tư Tạp nói: "Tiểu Tam, ngươi sợ chúng ta lo lắng nên là thừa dịp chúng ta đang hấp thu hồn hoàn đến đi kiêu chiến Thiên Nhậm Tiết à? Ngươi..." Đường Tam cười ha ha rồi nói: "Cũng không phải là khiến cho mọi người lo lắng, thế này không phải là đủ thời gian để tận dụng hay sao? Nếu không phải Tiểu Vũ cố tình muốn đi thì ta cũng là không mang nàng theo. Khi ta còn chưa bước vào thần cấp mà Thiên Nhậm Tiết không có cái nào sẽ chết được ta. Huống chi hiện tại, ta đã thực sự là bước vào thần cấp rồi. Có điều ở thần cấp kỹ năng này thì làng ta có những bước lĩnh ngộ rất là lớn. Chính là bởi vì nguyên nhân số 1 này mà mặc dù tố chất thân thể cùng với thần niệm đi là không bằng ta, lúc đó mới bị ta đánh lui, ta đoán chừng là làng đã đến già làng quản trước. Chờ Tiểu Vũ hấp thu xong hồn hoàn, chúng ta cùng nhau mau chóng đuổi theo, hợp lại cùng một chỗ với đại quân chiến thắng một trận, phối hợp cùng với thiên đấu tình là hai đại đế quốc đem Vua Hồn Đế Quốc hoàn toàn là hủy diệt, khiến cho Vua Hồn Điện kia vĩnh viễn là không còn tồn tại nữa, chúng ta sẽ là không còn tiếp tục phải lo lắng nữa, có thể đi truy tìm tất cả những gì mà mình thích. Đối Mộc Bạch buồn cười rồi nói: "Tiểu Tam à Tiểu Tam, có thể ngươi không nói gì với chúng ta đến chuyện phải cùng với Thiên Nhậm Tuyết quyết chiến, không ngờ giờ lại Đường Hoàng nói ra, chúng ta cũng là sẽ không cần lo lắng cho ngươi đâu. Chỉ là không thấy được bộ sang của thần cấp chiến đấu nên là có chút tiếc nuối mà thôi. Cho dù là ở tại thần giới, ngươi cũng là một tên quái vật. Trong đám hồn hoàn này của ngươi, đến một cái cũng là màu đen không có." Hào quang trong mắt của Đường Tam sáng rực, các ngươi nhất định là sẽ được nhìn qua. Tại trước xa lăng quan, ta chắc chắn là sẽ quyết chiến cùng với Thiên Nhậm Tuyết, ta tuyệt là sẽ không cho nàng một cơ hội nào. Trận chiến kia không cách nào tránh khỏi được, cũng là trận quyết chiến cuối cùng giữa Đường Tam và Thiên Nhậm Tuyết. Khi mà Thiên Nhậm Tuyết sở đi, Đường Tam cũng là không có lập tức đuổi theo, bởi vì hắn đã bị thần niệm của Thiên Nhậm Tuyết làm bị thương. Loại thần cấp chiến đấu này dù là bị thương nhẹ là cũng không dễ dàng khôi phục nhiều vậy. Chờ Thiên Nhậm Tuyết khôi phục trở lại thì hắn cũng là có thể là trở về cùng với đồng bọn lúc trước. Ở trước xa lăng quan, thực sự chính là lời quyết định sự thắng bại cuối cùng. Đội hình của Võ Hồn Đế Quốc vẫn là cường đại như trước, lục đại cung phụng, hơn nữa là còn có cả 7 tên cường giả cấp bậc là phong hào đấu la, còn có vô số hồn sứ đang ở tại Vũ Hồn Thành của Võ Hồn Đế Quốc cùng với một người là 99 cấp đỉnh, đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Mà một phe Thiên Đấu Đế Quốc, số lượng cường giả cũng là không kém hơn bao nhiêu. Hai huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo, Hoàng Kim Thiết Tam Giáp biến thành Hoàng Kim Thánh Long, Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Dung, Độc Đấu La Độc Cổ Bác, tất cả bọn họ đều có thực lực là cường đại. Đợi sau khi sử lai khắc thất quái trở về, lại có thêm ít nhất là 6 vị cường giả cấp bậc là phong hào đấu la, đối lập với Võ Hồn Đế Quốc, ít nhất là thực lực cũng là ngang bằng. Đường Tam biết rằng trận chiến ở Già Lăng Quan này, thực lực của hai bên sẽ là nhờ vào sự có mặt của sử lai khắc thất quái mà trở lên quân bình. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình, anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục, anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ truyện chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.